bánh bèo Phan Thủy, bánh bèo Huế ship tận nơi được anh ạ. Gap Food và Shopee Food bèo quá nha. Đi review một lít tại bánh bèo Huế là cái nhà. Có số điện thoại nè 0787665787, giao hàng tận nơi. Cái này đang nói mua đi mọi người. Các bạn bánh bánh gì ta? Bánh hot dog. Bánh hot dog. Ở đây là cái chỗ trường học trung học phổ thông Bình Phú nha cả nhà. Bình Phú. Bình Phú. Phú Bình. Trời ơi, mua bánh bèo đi mọi người. Quay trường học quay mấy bé lắm bánh rồi. Alo cả nhà ơi, cả nhà. Đây là đường đường Trần Quang Kiểu. Đây số máy ta này. Trường Bình Phú nha cả nhà. Đây buổi chiều 5 giờ mấy giờ này là học sinh ra đi học về rất là đông đó nha. Giờ này đi làm học cần chú ý ha. Đó rồi cả nhà ơi. Trồng mi lắm rồi à, mới bị mới chích mi lắm rồi. Em ơi. Ơi. Trời ơi. Ra bác sĩ nó cái chất lắm. Vô rắn mà rửa cho mình chích ra. Chích cái máu cũng nó bẹ cho mình. Chích cho nó là máu, máu một xương là nó có. Ai, bánh bèo Huế. Ai bánh bèo Huế cho mọi người nè. Hay cả nhà ơi, quý đang ở ghé lại quán bún bột Huế trên đường số 1 đó nha. Bún bò Huế, o tú. Thơm lắm nha. Ớt ngon. Bún ớt. Đây cả nhà ơi. Đây đẹp cả nhà. Bún. Đây đường số 1 đây cả nhà, số 1 của phường Bình Trị Đông B. Đường số 1 đây nha. Đây là số rồi cả nhà ơi, tôi sẽ lấy sâu nha cái này. Xôi, xôi ghẹ xanh.
xôi ghẹ. Xôi ghẹ như cái gì. Rồi, giờ cuối xin đi giao sâu với cả nhà.